Chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump công kích Tổng thống Biden vì cách ứng phó với bão Helene. Kinh tế tiểu bang Mỹ phát triển vượt bậc nhờ xung đột Nga-Ukraine. Nga giáng đòn hỏa lực phá hủy máy bay chiến đấu F-16 Ukraine, hạ sĩ quan NATO. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chuyến thăm khu vực bị bão Helin tàn phá ở thành phố Vandosta, bang Georgia hôm 30 tháng 9, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng đất nước đang trải qua những tuần cận kề bầu cử, song điều đó không còn quan trọng trong thời điểm khủng hoảng và người dân cần sự giúp đỡ. Ông Trump nói, lúc này chúng ta không nói về chính trị, tất cả chúng ta sẽ phải cùng nhau khắc phục hậu quả do bão gây ra, người dân đang rất cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa chỉ trích Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vì đã không làm tròn bổn phận để khắc phục hậu quả cơn bão đã tàn phá một số bang, trong đó có hai bang chiến trường là Georgia và Bắc Carolina. Ông Trump nói, họ rất thở ơ. Ừ. Ông cho biết thêm rằng chính quyền Biden đã không liên lạc với thống đốc Đảng Cộng Hòa Georgia Brian Kemp. Tuy nhiên, ông Kemp khẳng định rằng Tổng thống và Phó Tổng thống đã trao đổi với ông tại cuộc họp báo về khắc phục hậu quả bão helin sau đó tại nhà trắng tổng thống biden chỉ trích ông trump là dối trá ông biden cho hay tôi không biết tại sao ông ấy lại làm thế tôi không quan tâm nội dung trump nói nhưng bực bội vì những gì ông ấy truyền đạt đến người dân đang cần giúp đỡ trump ám chỉ chúng tôi không làm tròn bổn phận nhưng chúng tôi đang hành động hoàn toàn không đúng thật vô trách nhiệm bão helin càn quét các bang miền đông nam nước mỹ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tổng thống biden đã phát cảnh báo khẩn cấp đến người dân vùng bị ảnh hưởng kêu gọi chú ý đến hướng dẫn của giới chức địa phương và liên bang phó tổng thống kamala harris cũng hối thúc người dân trên đường bão di chuyển hãy lắng nghe hướng dẫn của nhà chức trách bà harris nói tổng thống và tôi đang theo dõi tình hình sát sao và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quan chức bang và địa phương để đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn bảo vệ các cộng đồng trước trong và sau bão Ông Biden mô tả Helin không chỉ gây hậu quả thảm khốc mà còn là cơn bão lịch sử, đồng thời cam kết đến thăm các khu vực bị tàn phá trong tuần này. Ông cũng đã chỉ đạo cung cấp mọi nguồn lực sẵn có một cách nhanh nhất cho các cộng đồng bị ảnh hưởng để cứu hộ, khắc phục và tái thiết. Trong thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden sẽ có chuyến thị sát tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão Helin, trong đó dự kiến sẽ đến bang North Carolina vào ngày 2 tháng 10. Theo dự thảo ngân sách giai đoạn 2025-2027, Nga quyết định dành 145,5 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025. Dự thảo nêu rõ, phân bổ ngân sách cho phần quốc phòng lên tới 145,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 137,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 đến năm 2027 là 140,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 18,2 tỷ đô la Mỹ được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ đô la Mỹ và 19,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Những khoản chi tiêu quốc phòng khác bao gồm xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông phúc lợi xã hội cho binh sĩ, trợ cấp của chính phủ cho một số công ty công nghiệp quốc phòng cũng như chăm sóc sức khỏe, hợp tác quân sự và kỹ thuật với quốc gia khác. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa qua cho biết, chính phủ có kế hoạch thực hiện mọi nghĩa vụ xã hội đối với công dân và lưu ý đến kế hoạch tài trợ cho y tế, lương hưu và các dự án quốc gia. Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận nguồn lực đáng kể đang được chuyển hướng cho hoạt động quân sự nhưng nhấn mạnh rằng 40.000 tỷ rúp, tương đương khoảng 424 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành cho 19 dự án quốc gia trong 6 năm, gấp đôi nguồn tài trợ được phân bổ cho giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024. Ông Siluanov cũng nhấn mạnh rằng Nga có kế hoạch chi 180 tỷ rúp, tương đương khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp các tiện ích công cộng và các chương trình tín dụng ưu đãi. ISVK chỉ ra rằng các quan chức điện Kremlin có thể lo ngại về tình trạng mệt mỏi vì xung đột trong người dân Nga và đang cố gắng duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc xung đột bằng cách nhấn mạnh sự tập trung của điện Kremlin vào các dự án xã hội. Hồi tháng 8, điện Kremlin đã công bố sắc lệnh của tổng thống Vladimir Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa của lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 180.000 người lên 1.500.000 binh sĩ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Con số này bao gồm binh sĩ chuyên nghiệp, ký hợp đồng dài hạn với lực lượng vũ trang và lính nghĩa vụ có thời hạn phục vụ 12 tháng. Hồi đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Nga đã lãng phí 211 tỷ đô la Mỹ và cuộc xung đột ở Ukraine khiến Moscow thiệt hại 1.300 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, kể từ khi xung đột bùng phát, Nga đã lãng phí tới 211 tỷ đô la Mỹ để trang bị, triển khai quân và khí tài duy trì cuộc giao tranh không cần thiết với nước láng giềng. Cuộc xung đột khiến Nga thiệt hại 1.300 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi các quốc gia đang cùng nhau hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết. Xung đột Nga-Ukraine khốc liệt với nhu cầu cao về vũ khí đạn dược cho Ukraine đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng và vực dậy kinh tế Mỹ tại một số địa phương như ở bang Pennsylvania. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng ủng hộ duy trì nhà máy sản xuất đạn dược để cung cấp việc làm và tài chính cho địa phương. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tiến công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Mỹ đã phân bổ gần 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Nhưng đa phần số tiền ấy vẫn ở lại trên đất Mỹ khi làm động lực cho các nhà máy như nhà máy của lục quân Mỹ tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania. General Dynamics, hãng thầu quản lý nhà máy đạn dược lục quân Scranton, 116 năm tuổi, đã tạo thêm hơn 200 việc làm trong vùng này kể từ năm 2022, khi quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine. Mức độ sản xuất pháo tăng hơn 2 lần. Các cơ sở của General Dynamics trong vùng sản xuất hơn 1 phần 3 tổng số đạn pháo mà Mỹ định gửi ra tiền tuyến Ukraine mỗi tháng. Gentex, một nhà thầu quân sự khác ở thị trấn Carbonada ở bang Illinois gần đó cũng đã tăng lượng nhân viên thêm 10% so với năm 2023. Những vị trí việc làm như trên đang giúp đảo ngược tình trạng kinh tế ảm đạm nơi đây. Ông Satajit Ghosh, giáo sư thuộc Đại học Scranton, chuyên nghiên cứu kinh tế vùng này cho hay, sau khi các mỏ than và nhà máy dệt may đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tại đây lên mức cao hơn trung bình quốc gia ít nhất là 2%. Bây giờ các chỉ số kinh tế ở đây là tốt hơn mức trung bình đó. Theo thị trường của Scranton, Page, Gephardt, Connetti, viện trợ cho Ukraine, quan trọng với Ukraine, tương tự như với các nền kinh tế địa phương tại Mỹ, chuyên sản xuất các phương tiện chiến tranh. Cơ hội việc làm đang thu hút thêm người tới thành phố Scranton và rộng ra là cả bang Pennsylvania. Kinh tế thành phố phát triển cũng tạo ra nhu cầu cho những vị trí như điều dưỡng viên, thợ xây dựng và thợ điện, cũng như nhân viên bán lẻ giới chức cho hay, bang Pennsylvania thiếu nhân sự chuyên nghiệp để giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng hoặc viết các phần mềm tích hợp mũ sắt quân sự và xe thiết giáp. Sản xuất quốc phòng đã là phần chủ chốt trong nền kinh tế của khu vực Scranton trong nhiều thế hệ. Quân đội Mỹ cũng đã đầu tư gần 420 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa nơi này. Với tổng thống Mỹ Joe Biden, hoạt động sản xuất quốc phòng tại đây đối với ông không chỉ là hỗ trợ Ukraine mà còn là cách khắc phục tình trạng kinh tế đi xuống tại địa phương. Ukraine đang phải đối mặt với một viễn cảnh không mấy khả quan. Quân đội Nga hiện đang áp sát thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần chính, hỗ trợ cho mọi hoạt động quân sự của Ukraine ở miền đông nước này. Pokrovsk thất thủ sẽ giáng một đòn nghiêm trọng lên hàng phòng thủ của Kiev trong khu vực, đồng thời mở đường cho các lực lượng Nga kiểm soát toàn bộ Donbass. Đầu tháng 8 vừa qua, Ukraine đã tiến hành một chiến dịch nghi binh bằng cách tấn công tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, hơn một tháng sau đó, Nga mở một cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi quân đội Kiev về phía bên kia biên giới, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Dù cuộc tấn công Kursk đã nâng cao tinh thần của người Ukraine và các đồng minh phương Tây, song cho đến nay vẫn chưa đủ sức làm chậm bước tiến của Nga trong khi Ukraine vẫn chật vật với nguồn viện trợ từ nước ngoài, Nga không từ bỏ thời cơ tiến xa hơn trên chiến trường. Cùng với sức ép từ Nga, Ukraine cũng phải đối mặt với khả năng bị cắt giảm viện trợ từ nước ngoài. Đức, nhà tài trợ lớn nhất ở châu Âu của Ukraine, đã ra tín hiệu rằng họ có kế hoạch cắt giảm viện trợ vào năm 2026, buộc Ukraine phải dựa vào khoản vay 39 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu. Ukraine đang hy vọng sẽ nhận thêm khoảng 20 tỷ đô la Mỹ đến 25 tỷ đô la Mỹ từ một khoản vay khác của Mỹ. Theo Bloomberg, nhiều đồng minh phương Tây của Ukraine đang tìm cớ để chuyển hướng nguồn vốn dành cho nước này sang tài trợ cho nhu cầu trong nước. Đồng thời, Bloomberg cũng có xác nhận phương Tây có thể lợi dụng việc chấm dứt hoạt động chiến sự như lý do để giảm số lượng viện trợ dành cho Kiev. Trong khi đó, phía Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine gây trở ngại cho việc giải quyết tình hình, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang đùa với lửa. Đáng chú ý, mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về việc gọi 133.000 thanh niên nhập ngũ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Xác lệnh được công bố ngày 30 tháng 9 trên cổng thông tin pháp lý của Nga. Theo xác lệnh, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Nga thực hiện việc gọi nhập ngũ, tham gia lực lượng vũ trang Liên bang Nga đối với các công dân Nga có độ tuổi từ 18 đến 30. Không thuộc lực lượng dự bị với số lượng 133.000 người. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Theo Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, từ Simlianski, những thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ không được điều động tham gia kế hoạch quân sự ở các vùng lãnh thổ mới của Nga. Thời hạn phục vụ quân sự theo lệnh gọi nhập ngũ sẽ không thay đổi, vẫn là 12 tháng. Việc gửi tân binh từ các điểm tập kết được lên kế hoạch bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Cùng với sắc lệnh này, Tổng thống Nga Putin cũng ra lệnh cho phép xuất ngũ đối với những binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan và trung sĩ đã hết hạn phục vụ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Hiện tại, quân đội Ukraine được cho là có một số hành động bất ngờ tại Kursk khi nhiều thông tin cho thấy họ vừa phát triển một mũi tấn công mới Cụ thể, trong bối cảnh quân đội Nga phát động nhiều cuộc phản công cục bộ từ Kolenev ở phía Bắc tới Lyubimovka ở phía Nam, hòng tái kiểm soát các khu vực và những ngôi làng Ukraine đang nắm giữ. Trước sức ép lớn của đối phương, lực lượng Kiev đã mở hướng đi mới, mục tiêu là đột phá tới Obukhovka, quận Gluskovsky. Ngoài việc Ukraine muốn giành thêm lãnh thổ, thì họ còn cố gắng tạo ra một mũi xung kích tập hợp quân đội Moscow ở cánh Tây trên hướng tấn công của Ukraine tại vùng Kursk. Trên hướng tấn công thứ yếu này, quân đội Ukraine đã huy động thêm pháo binh yểm trợ từ Sumy, đồng thời tăng cường yểm trợ trên không. Tuy nhiên, tại khu vực Gluskovsky, khi các lực lượng Kiev vượt biên giới, họ đã rơi vào vòng phục kích do Nga thiết lập. Do quân đội Ukraine tiến công bằng phương tiện cơ giới theo hàng dọc, nên đã bị đối phương tấn công dữ dội bằng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV nhóm binh sĩ này cũng đã bị phía Nga phát hiện kịp thời và đưa lực lượng cũng như dùng hỏa lực không quân, pháo binh ngăn chặn quyết liệt. Cùng lúc đó, tại vùng Kolenevsky ở phía đông, Nga đã tái chiếm được trang trại Pokrovsky và tiến vào Tolstolak, chuẩn bị tấn công Lyubimovka. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang cố gắng bám trụ ở đó. Tốc độ phát triển của quân đội Moscow tại sườn nam khu vực Kursk hiện đã lên tới 2.000 mét. Để tránh bị bao vây, ukraine cũng đang phải rút dần lực lượng nhìn chung ukraine cho thấy họ đang rất muốn giảm áp lực cho các tiền tuyến nội địa bằng các cuộc đột phá ở kursk tuy nhiên theo kênh telegram resident của nước này dẫn nguồn tin trong bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang ukraine cho hay quân đội kiev trên hướng pokrovsk đang bị tổn thất nặng nề trong khi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine tướng alexander shinsky không thể ổn định tình hình trong bối cảnh gửi lực lượng dự bị đến kursk cụ thể President đưa ra bình luận, bất chấp tổn thất nặng nề, quân đội Ukraine trên hướng Pokrovsk vẫn được lệnh giữ vững vị trí mà không hy vọng quân tiếp viện sẽ được chuyển đến. Họ không có quân tiếp viện, còn các đơn vị có sẵn sẽ được chuyển đến Kursk theo lệnh của Tổng thống Zelensky để ở lại lãnh thổ Nga bằng bất cứ giá nào. Theo President, Bộ Tổng tham mưu cho biết ông Sisky không có kế hoạch làm thế nào để ổn định tình hình ở Donbass, đồng thời tiếp tục chiến dịch Kursk. Tổng tư lệnh mất kiểm soát mặt trận phía đông và lực lượng vũ trang Ukraine được lệnh giữ nguyên vị trí, nhưng không có quân dự bị. Theo avia.pro, vừa qua, Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào sân bay Starokonstantinov của Ukraine. Cuộc tấn công đầu tiên được không quân Nga thực hiện bằng hai tên lửa siêu thanh Kinza và cuộc tấn công thứ hai diễn ra ngay sau đó vài phút. Đánh giá dựa trên các báo cáo về vụ nổ tại sân bay, tất cả các tên lửa của Nga đều đánh trúng mục tiêu. Theo dữ liệu thu thập được, từ thông tin của các chiến binh ngầm thân Nga ở Ukraine và các nguồn mở, bao gồm từ các nước NATO và cả cáo phó của các binh sĩ đã hy sinh, con số tổn thất là đáng kể. Theo dữ liệu do chuyên gia quân sự Boris Rosin đưa ra, cuộc tấn công bằng tên lửa Kinza của Nga đã tấn công sân bay vào đúng thời điểm máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine đang lăn bánh trên đường băng và chuẩn bị cất cánh ban đầu là đợt tên lửa đầu tiên, sau đó là ba cuộc tấn công tiếp theo. Tên lửa siêu thanh Kinza đã phá hủy hai chiếc tiêm kích F-16 của Mỹ và một chiếc Su-24. Ngoài ra, còn có kho đạn gồm 15 tên lửa hành trình Storm Shadow, SCAP, bị phá hủy. Một số chuyên gia quân sự cao cấp của phương Tây cũng thiệt mạng tại sân bay VSU. Kênh Telegram Win Win đưa tin tại Starokontantinov trong hầm chứa tên lửa Storm Shadow đã có 9 sĩ quan của Bộ Chỉ huy Không quân NATO thiệt mạng. Họ đến Ukraine từ Ramstein qua Kishino. Họ chịu trách nhiệm điều phối và dẫn đường bằng hệ thống radar cảnh báo sớm của NATO cho các cuộc phóng tên lửa từ tiêm kích của VSU. Trong số đó, 6 người là công dân Mỹ gốc Ukraine và 3 người Pháp. Nếu dựa trên các con số từ các nguồn công khai, Đan Mạch đã kịp chuyển giao cho Ukraine 6 tiêm kích F-16 phải tỉnh Phạt nhưng trong thời gian gần đây đã có 3 máy bay bị phá hủy gồm hai chiếc hiện tại và một chiếc trước đó bị cháy cùng với phi công Ukraine. Điều này có nghĩa là một nửa số máy bay Mỹ mà Kiev nhận được đã không còn. Căn cứ không quân Starokonstantinov là một trong những địa điểm chiến lược quan trọng đối với không quân Ukraine, đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động tấn công đường không. Đáng chú ý, căn cứ này được cho là nơi đồn trú của các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, căn cứ này cũng là nơi cất cánh của máy bay Su-24 được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Scarp EG. Cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức của phía Ukraine về việc máy bay chiến đấu F-16 có thực sự bị phá hủy hay không. Nhưng điều không thể phủ nhận rằng, quân đội Nga đang có những hành động tích cực trực tiếp thực hiện các cuộc không kích tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu trọng điểm ở phía tây Ukraine. Các cuộc không kích này không chỉ thể hiện khả năng không kích mạnh mẽ của quân đội Nga, mà còn cho thấy mục tiêu rõ ràng của họ là các đứt tuyến cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ukraine có kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, Mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội Nga trên các hướng tác chiến Kursk và Bengorod là tên lửa chiến thuật đa năng hiện đại hóa R-360 thuộc tổ hợp Neptune. Tên lửa Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo dựa trên thiết kế KH-35 Uran từ thời Liên Xô đã được chứng minh là một vũ khí cực kỳ lợi hại khi lập được khá nhiều chiến công. Hải quân Ukraine trước đó cũng ra thông báo đã sử dụng tên lửa này thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol. Tin tức này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các phương tiện truyền thông. Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine được kỳ vọng có thể vươn tới các mục tiêu gần thủ đô Moscow của Nga các kỹ sư quân sự của Kiev cách đây ít lâu đã bắt đầu công việc hiện đại hóa tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune với mục đích sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly xa. Phiên bản mới của R-360 được trang bị hệ thống điều khiển và đầu đạn cải tiến giúp tăng tầm bắn lên 500 đến 700 km. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng bao quát khoảng cách đáng kể, tăng tầm bay từ 280 lên 700 km. Điều này có nghĩa là Chúng đủ sức đe dọa những đối tượng nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, giúp mở rộng đáng kể khả năng gian đe chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Bước đổi mới quan trọng là việc trang bị cho tên lửa đầu đạn có sức nổ mạnh theo kiểu xuyên thấu nhẹ hơn, đi kèm thùng nhiên liệu lớn hơn. Ngoài ra, Neptune còn nhận được đầu dẫn radar hiện đại GOS có khả năng tìm kiếm và dẫn đường tên lửa tới mục tiêu một cách hiệu quả, ngay cả trong điều kiện nhiễu sóng vô tuyến rất mạnh. Đối với hệ thống phòng không Nga, việc Ukraine hiện đại hóa tên lửa hành trình R-360 Neptune rõ ràng đặt ra một vấn đề thách thức mới. Loại đạn này hiện khó bị đánh chặn hơn vì chúng cơ động cao và có thể thay đổi đường bay để đáp trả những nỗ lực nhằm bắn hạ chúng. Theo những gì được giới chức Ukraine đề cập tới, Moscow được xem như mục tiêu chính của phiên bản hiện đại hóa tên lửa hành trình Neptune, do đây là đối tượng mang ý nghĩa lớn. Lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô Moscow của Nga đã nhiều lần bị xuyên thủng bởi máy bay không người lái cảm tử tự chế. Do vậy, khi đối phó một tên lửa lợi hại như Neptune thì nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều. Khó khăn lớn nhất đối với Ukraine hiện nay được chỉ ra đó là thiếu nguồn lực để sản xuất nhanh với số lượng lớn. Họ sẽ cần sự hỗ trợ thêm từ các đồng minh phương Tây nhằm đẩy nhanh công việc. Việc các nước phương Tây lập liên minh cùng tịch thu chung tài sản bị đóng băng của Nga sẽ giúp giảm rủi ro đáng kể là tư vấn của chuyên gia Olena Haluska, đồng sáng lập trung tâm chiến thắng quốc tế, thành viên hội đồng quản trị của trung tâm hành động chống tham nhũng Ukraina. Theo tư vấn này, nếu tất cả các nước phương Tây tạo thành một liên minh tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, điều này sẽ giúp họ loại bỏ mọi rủi ro. Giải thích về cách làm này, với giới truyền thông, bà Olena Haluska cho biết, khi các nước thứ ba phản đối việc tịch thu tài sản Nga, họ thường đưa ra một số lý lẽ. Một trong những lý lẽ đó là việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy sự quay lưng với đồng bạc xanh. Họ sẽ chuyển đổi dự trữ ngoại hối sang một loại tiền tệ khác. Nhưng tiếp theo, câu hỏi đặt ra là sẽ chuyển đổi sang loại tiền tệ nào? Hiện tại, phần lớn tài sản dự trữ trên thế giới là bằng đồng đô la Mỹ, 59%, 20% là bằng đồng euro, 5% được lưu trữ bằng đồng yên Nhật Bản, 5% bằng đồng bảng Anh, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và các loại tiền tệ còn lại trên thế giới lần lượt chiếm 2% và 9% dự trữ toàn cầu. Bà Olena Haluska phân tích, chúng tôi đã hỏi các đối tác phương Tây của mình rằng nếu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Vương quốc Anh đồng lòng hành động thì tất cả các tài sản này sẽ chảy về đâu? Rõ ràng là nếu có một giải pháp G7, Thụy Sĩ và Australia sẽ hướng về họ thay vì Trung Quốc. Do đó, vị chuyên gia đến từ Trung tâm Chiến thắng Quốc tế Ukraine kết luận việc nói các loại tiền tệ phương Tây sẽ bị ảnh hưởng là không có căn cứ. Theo lập luận của bà Haluska, đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh không phải là đồng tiền dự trữ vì nó không được tự do chuyển đổi. Thị trường tài chính Trung Quốc không tự do vì có những cuộc tấn công và gây áp lực lên các nhà đầu tư trong nước. Bà cũng nhấn mạnh rằng chỉ có việc tịch thu tài sản của một quốc gia mới có khả năng ảnh hưởng đến các loại tiền tệ của phương Tây. Khi đó, dự trữ ngoại hối có thể chảy, ví dụ từ đô la Mỹ sang euro. Đó là lý do tại sao Ukraine đề xuất rằng cần một liên minh đưa ra quyết định. Họ, tức là những người phản đối tịch thu nói rằng nhiều người có thể bắt đầu bán chứng khoán phương Tây, rút tiền của họ và đầu tư ở nơi khác. Vậy một lần nữa quay lại câu hỏi, ở đâu? Ở UAE, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Trung Quốc hay Nga? Có thể khẳng định thị trường tài chính phương Tây quá mạnh và chiếm ưu thế đến nỗi không dễ để tìm ra thứ thay thế cho các loại tiền tệ dự trữ và chứng khoán của họ. Hồi tháng 7, Ả Rập Xê Út đã từng nhiều lần cảnh báo riêng với các nước G7 rằng họ có thể thoái vốn một số nghĩa vụ nợ châu Âu của mình nếu các quốc gia nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới có động thái tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Họ khẳng định không thể chấp nhận việc tịch thu tài sản phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga nhằm hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, động thái mới nhất của G7 và các nước đối tác G7 cộng tiếp tục chứng minh họ kiên trì đứng sau Ukraine là công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp nhóm tài trợ ở New York mới đây rằng họ đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ quốc tế không lai chuyển đối với Kiev ở hiện tại và trong cả tương lai. Theo nhà phân tích quân sự và chính trị Alexander Kovalenko thuộc tổ chức Information Resistance, Nga đang nỗ lực khôi phục tuyến đường sắt từ phía đông sang phía nam nhằm nối liền Donetsk với Zaporizhia song nỗ lực này đang gặp khó do thành trì vulera án ngữ trên tuyến đường vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ukraine ông kovalenko nhận định nếu quân đội nga kiểm soát được vulera họ sẽ ngay lập tức khôi phục lại tuyến đường sắt này và tăng cường khả năng cung cấp quân nhu cho các lực lượng ở phía nam và phía đông điều này sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường cùng với việc nối thông tuyến đường sắt đi qua vulera nga sẽ có ba tuyến đường hậu cần tiếp tế cho các lực lượng của mình bên cạnh cầu Kerch và một tuyến đường sắt khác ở phía nam. Báo cáo của Deep State hồi tuần trước cho thấy Nga đang siết chặt vòng vây bao vây thành phố, đồng thời sử dụng pháo binh và bom dẫn đường KAB để tấn công các lực lượng Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đã tiến vào một quận nằm ở phía đông Vuleda và có khả năng đã kiểm soát đường cao tốc c 051134 Vuleda, Bohol theo tình báo Anh, quân đội Nga hiện đang bao vây Vuleda từ ba phía. Người đồng sáng lập Deep State, Ruslan Mikula tuyên bố rằng việc Vuleda thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Trong vài tuần qua, Nga đã kiểm soát được làng Vodian thuộc phía đông bắc Vuleda và các mỏ than Pipdenodon Paska 1 và Pipdenodon Paska 3 gần đó. Đầu tháng 9, lực lượng Nga đã kiểm soát được Prechistovka, nơi từng được lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Ukraine bảo vệ quân đội Nga đang tiến về phía đông bắc Prechistovka, đe dọa sườn phía tây của Vulera. Theo ISVK, với nguy cơ bị bao vây, Ukraine có thể sớm đưa ra quyết định rút khỏi Vulera. Tuy nhiên, trong những tình huống như vậy trước đây, các chỉ huy Ukraine thường bám trụ ở các vị trí này lâu hơn mức cần thiết, có khả năng làm gia tăng thương vong. Lữ đoàn cơ giới số 72, đơn vị neo giữ hàng phòng thủ của Ukraine tại khu vực volera trong hai năm qua, đã kiệt sức. Một trong những phó chỉ huy của đơn vị này cho biết, trong bối cảnh quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng. Lữ đoàn này không được bổ sung thêm lực lượng kể từ khi xung đột nổ ra vào đầu năm 2022. Lữ đoàn cũng vừa xác nhận vẫn đang trấn giữ Vuleda và không có ý định rút lui. Vuleda thất thủ sẽ giúp Nga đẩy Ukraine ra khỏi phía nam Donetsk và tiếp cận thành phố Kurakhov từ ba phía Bắc, Đông và Nam. Trong viễn cảnh này, Kiev sẽ cần bổ sung thêm quân lực cho Vuleda để vá lại lỗ thủng trên hàng phòng thủ, khiến các lực lượng Ukraine tiếp tục bị kéo mỏng hơn nữa trên một mặt trận rộng lớn. Hãng thông tấn TASS vừa qua dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chi nhánh đoàn trực thăng Bi-28NM được mệnh danh sát thủ bóng đêm của Nga đã tổ chức tấn công và loại bỏ nhân lực cũng như xe bọc thép của lực lượng Ukraine tại khu vực biên giới vùng Kursk bộ này cho biết trong một tuyên bố phi hành đoàn nói trên đã thực hiện một cuộc không kích vào một nhóm quân đội và xe bọc thép tập trung của một đơn vị ukraine tại khu vực biên giới của vùng kursk theo dữ liệu trinh sát lực lượng và xe bọc thép của đối phương bị phát hiện đã bị loại bỏ bộ quốc phòng nga đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa trên không nhằm vào các mục tiêu ukraine đã được trinh sát xác định trước đó sau khi sử dụng vũ khí hàng không Phi hành đoàn Mi-28NM đã trở về địa điểm khởi hành một cách an toàn. Mi-28NM được mệnh danh thợ săn đêm là trực thăng tấn công được thiết kế để tìm kiếm, tiêu diệt xe bọc thép, mục tiêu trên không và nhân lực của đối phương. Mi-28NM là phiên bản nâng cấp của dòng trực thăng tấn công Mi-28N. Mi-28NM thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2016 và đã trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trong nhiều năm qua. Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký hợp đồng đặt hàng mua 98 máy bay phiên bản Mi-28NM. Thời gian tiếp nhận kéo dài từ năm 2020 đến năm 2027. So với phiên bản Mi-28N, trực thăng Mi-28NM được nâng cấp nhiều bộ phận và hệ thống khác nhau cũng như trang bị thêm các loại vũ khí mới. Tất cả các biện pháp này nhằm cải thiện đặc tính kỹ thuật, gia tăng sự cơ động, linh hoạt trong chiến đấu nhà sản xuất đã lắp đặt hệ thống radar BRLK-28 có một radar N025M gắn trên trụ cánh quạt, tháp pháo OPS-28M TOC-M và tháp pháo SMS-550. Cả hai thành viên của phi hành đoàn đều được cung cấp kính hiển thị gắn trên mũ bảo hiểm NSTSLV. Radar N025M do tập đoàn GRPZ tại Riazan chế tạo hoạt động ở băng tần KA, X và L. Nếu như ở băng tần KA và X radar có thể lập bản đồ, phát hiện và đánh dấu mục tiêu trên màn hình hiển thị cùng nhiều chức năng phân tích thời tiết thì với băng tần L nó được dùng để nhận diện bạn hay thù. Radar N025M sẽ cung cấp tọa độ mục tiêu chính xác cho tháp pháo OPS 28M. Mi 28NM có hệ thống phòng thủ L370V28 Vitebsk kết hợp với cảm biến tia cực tím L372, hệ thống đối phó hồng ngoại có hướng DIRCM. L370V28-5L. Mi-28NM cũng được tích hợp bộ liên lạc mới KSS-28NM cho phép nó hoạt động tương thích với hệ thống chỉ huy hàng không của quân đội. Trực thăng tấn công hạng nặng Mi-28NM có thể mang theo nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa đa năng thế hệ mới và nhiều loại bom khác nhau. Trực thăng có thể tấn công các mục tiêu cố định và di động trong bán kính 810 km. Quân đội Nga mới đây đã công bố các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật thành công đối với hệ thống chống máy bay không người lái mới nhất của mình gọi là Rapira 2 trong các cuộc bắn trình diễn được tiến hành tại thao trường Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan. Thiết bị mới này đánh dấu bước tiến đáng kể trong khả năng phòng không của Nga trước mối đe dọa mới nổi nhưng ngày càng tăng từ các phương tiện bay không người lái UAV drone. Rapira 2 được lắp trên xe bọc thép đa năng AMN 590951 Spartak một nền tảng được phát triển vào năm 2021 cho Street Group, một trong những nhà sản xuất xe bọc thép lớn nhất thế giới có trụ sở tại UAE và đã được các lực lượng vũ trang Nga sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Khả năng cơ động được cải tiến của dòng thiết giáp này cho phép triển khai nhanh chóng hệ thống Rapira 2 trong nhiều môi trường khác nhau, do đó tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động của các lực lượng Nga. Được trang bị radar và hệ thống quang điện tử tinh vi, Rapira 2 có khả năng phát hiện theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu trên không nhỏ như máy bay không người lái cảm tử Kamikaze và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Được mệnh danh là loại vũ khí giúp thiết giáp phản đòn UAV, Rapira-2 cũng tích hợp khả năng tác chiến điện tử EVK cho phép hệ thống gây nhiễu thông tin liên lạc của drone đối địch trước khi tấn công trực tiếp nếu cần. Radar và cảm biến quang điện của Rapira-2 cung cấp dữ liệu chính xác về các mối đe dọa trên không và trên mặt đất giúp nhận dạng nhanh chóng và đưa ra quyết định hiệu quả. Khi đã xác định được mục tiêu, hệ thống có thể lựa chọn giữa việc phá vỡ liên lạc của UAV hoặc tiến hành tiêu diệt ngay lập tức. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ 10 Army 2024, Nga cũng đã giới thiệu Rapira 3, một biến thể của Rapira 2 được trang bị tên lửa S8 80mm với ngòi nổ cận đích. Không giống như Rapira 2, Rapira 3 sử dụng tên lửa không dẫn đường lý tưởng để tấn công trực tiếp vào các UAV có hoạt động nhanh nhẹn. Cả hai hệ thống Rapira 2 và Rapira 3 đều được lắp trên nền tảng thiết giáp 4x4, đảm bảo khả năng cơ động cao và triển khai nhanh chóng. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả hai bên đều cho thấy xu hướng áp dụng và điều chỉnh các chiến thuật hiệu quả để đối phó với nhau. Nếu Rapira 2 chứng tỏ hiệu quả, không loại trừ khả năng Ukraine sẽ phát triển hoặc triển khai các hệ thống tương tự để chống lại các mối đe dọa trên không. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, UAV đã trở thành vũ khí quan trọng được hai bên sử dụng ngày càng nhiều. Trong đó, Kiev đã tăng tốc triển khai các cuộc tấn công bằng UAV sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Cùng với xu thế sử dụng rộng rãi máy bay không người lái UAV tấn công trên chiến trường, các biện pháp và công nghệ đối phó tương ứng cũng được quân đội các nước liên tục nâng cấp phát triển cuộc đối đầu giữa uav và chống uav dần trở thành một phương pháp tác chiến quan trọng tác động không nhỏ đến cục diện chiến trường